tiếp nối chương trình đồng nai ngày mới sáng nay kính mời quý khán giả theo dõi bản tin thế giới đa chiều trên kênh truyền hình thiết yếu tỉnh đồng nai với những nội dung đáng chú ý sau đây điện kremlin cho biết sau khi liên minh cho eu kiện toàn các vị trí lãnh đạo chủ chốt triển vọng quan hệ nga eu sẽ trở nên xấu đi tổng thống hàn quốc john suk Yeol tuyên bố sẽ vượt qua các hành động khiêu khích của triều tiên và các thách thức khác thông qua việc hợp tác ba bên với mỹ và nhật bản Thưa quý vị, người phát ngôn Điện Kremlin ông Dmitry Peskov cho biết, sau khi Liên minh châu Âu -EU kiện toàn các vị trí lãnh đạo chủ chốt, triển vọng trong quan hệ giữa Nga và EU chẳng những không được cải thiện mà còn xấu đi. Phát biểu với phóng viên hôm qua, người phát ngôn Peskov nhấn mạnh, chúng tôi không nghĩ rằng ngoại giao châu Âu sẽ hành động theo bất kỳ cách nào để bình thường hóa quan hệ. Triển vọng quan hệ Moscow và Brussels rất xấu. Bình luận về việc bổ nhiệm Thủ tướng Estonia và Kazakhanlas vào chức cao ủy phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại, ông Peskov chỉ ra, nhà lãnh đạo này cho đến nay vẫn chưa thể hiện bất kỳ khuynh hướng ngoại giao nào và được biết đến ở Nga vì những tuyên bố hoàn toàn không khoan nhượng và đôi khi thậm chí công khai chống Nga. Liên quan đến việc bà Ursula von der Leyen tiếp tục làm chủ tịch ủy ban châu Âu nhiệm kỳ thứ hai, ông Veskov cho rằng bà Leyen không ủng hộ bình thường hóa quan hệ giữa EU và Nga. Đó là cách chúng tôi biết đến bà, không có gì thay đổi về mặt này. Cũng trong buổi trả lời phóng viên, ông Veskov cho biết, dù cuộc tranh luận tổng thống là vấn đề nội bộ của nước Mỹ, nhưng Điện Kremlin sẽ xem xét các tuyên bố được đưa ra trong cuộc tranh luận đó. Ngoài ra, ông khẳng định Moscow chưa bao giờ can thiệp vào các chiến dịch bầu cử ở Mỹ. Tổng thống Hàn Quốc Yoon suk yeol hôm qua tuyên bố sẽ vượt qua các hành động khiêu khích của Triều Tiên và các thách thức toàn cầu khác thông qua việc tăng cường hợp tác ba bên với Mỹ và Nhật Bản. Thông điệp này được đưa ra tại lễ khai mạc Diễn đàn Hòa bình do hãng thông tấn Yonhap và Bộ Thông nhất Hàn Quốc đồng tổ chức. Trong bài phát biểu khai mạc diễn đàn hòa bình Hàn Mỹ Nhật lần thứ 10, Tổng thống Yoon Suk Yeol khẳng định: "Chúng ta sẽ vượt qua hành động khiêu khích của Triều Tiên và cuộc khủng hoảng toàn cầu một cách khôn ngoan." Ông đồng thời trích dẫn mối đe dọa thường trực do sự phát triển tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên, cũng như căng thẳng địa chính trị và tình trạng mất an ninh năng lượng, tài nguyên và lương thực ngày càng gia tăng. Tổng thống Hàn Quốc cũng nhấn mạnh: chúng tôi sẽ tăng cường hơn nữa nền tảng thể chế và hợp tác của hệ thống hợp tác hàn mỹ nhật đồng thời củng cố tình đoàn kết và hợp tác với các quốc gia có chung giá trị với chúng tôi diễn đàn hòa bình năm nay tổ chức tại seoul với chủ đề hiện trạng và thách thức của hợp tác ba bên hàn mỹ nhật diễn đàn quy tụ các quan chức chủ chốt của ba nước cũng như chuyên gia đối ngoại để thảo luận về giải pháp cho các thách thức quốc tế bao gồm cả mối quan hệ quân sự ngày càng gia tăng giữa triều tiên và nga Thưa quý vị, Nhật báo Haaretz của Israel hôm qua đưa tin, tòa án tư pháp nước này yêu cầu chính phủ trong vòng một tháng trả lời những đơn kiến nghị của thành viên gia đình những người bị bắt giữ ở giải Gaza về việc tiến hành cuộc điều tra cấp nhà nước. Diễn biến này xảy ra đồng thời với việc quân đội Israel hôm qua tiếp tục tiến sâu vào phía Bắc và Nam Gaza trong lúc người Palestine đang di chuyển về khu vực lân cận truyền thông Palestine cho biết xe tăng Israel hôm qua tiến sâu hơn vào khu phố Sakut của thành phố Rafah ở phía nam giải Gaza, buộc hàng ngàn người dân phải rời bỏ lều trại và di chuyển đến thành phố Khan Yunis lân cận. Diễn biến này xảy ra khi trước đó một ngày lực lượng Israel ra lệnh cho người Palestine di chuyển về phía nam khi thực hiện các cuộc tấn công vào khu phố Sezaza ở phía bắc giải Gaza. Một cư dân Sezaza cho biết, Chúng tôi đang ở nhà thì bất ngờ có tên lửa bắn tới khắp khu vực. Chúng tôi phải sơ tán lập tức. Quân đội Israel cũng xác nhận đang có tiến hành các cuộc không kích có mục tiêu ở Cezaza, đồng thời cho biết lực lượng không quân đã tấn công hàng chục mục tiêu quân sự của phong trào Hamas trong khu vực này. Quan chức y tế cho biết một số người Palestine đã thiệt mạng và bị thương trong cuộc pháo kích của Israel và đội ngũ y tế không thể tiếp cận người bị nạn. Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ hôm qua cho biết đã phá hủy một thiết bị bay không người lái do Houthi phóng về phía biển đỏ và một cơ sở radar của Houthi ở Yemen, trên mạng xã hội x bộ trên cho biết cuộc không kích diễn ra vài giờ sau khi lực lượng houthi thừa nhận thực hiện cuộc tấn công nhằm vào hai tàu buôn nước ngoài đi qua biển ả rập và biển đỏ trong khi đó kênh truyền hình al masura do lực lượng houthi điều hành cho biết các máy bay chiến đấu của liên minh mỹ anh đã tiến hành bốn cuộc không kích trong sáng qua tại tỉnh taj miền tây nam của yemen nguồn tin cho biết thêm các cuộc không kích nhằm vào khu vực al duhayza thuộc huyện Maguiza và không cung cấp thông tin chi tiết. Cùng ngày Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh UKMTO cho biết đã nhận được thông báo từ thuyền trưởng một con tàu rằng năm tên lửa đã rơi gần tàu của ông ở Biển Đỏ cách thành phố cảng Haldida của Yemen 277,8 km về phía Tây Bắc Theo UKMTO con tàu báo cáo không có thiệt hại và đang trên hành trình đi về phía Bắc UKMTO cũng không cung cấp thông tin về con tàu hay hàng hóa trên tàu Tổng thống Bolivia, ông Luis Arce khẳng định không liên quan đến âm mưu đảo chính của tướng Juan Torres Zuniga, người bị bắt giữ và bị nghi thực hiện hành vi khủng bố và nổi dậy vũ trang, chống lại an ninh công cộng và chủ quyền quốc gia Nam Mỹ này. Hôm 26 tháng 6, tướng Zuniga cùng một nhóm binh sĩ đột nhập vào dinh tổng thống trong khi xuất hiện thông tin về một âm mưu đảo chính quân sự. Đến ngày 27 tháng 6, Bộ trưởng Nội vụ Bolivia Carlos Eduardo Castillo xác nhận cảnh sát bắt giữ ít nhất 17 sĩ quan quân đội dính líu đến hành vi tổ chức âm mưu đảo chính ở quốc gia Nam Mỹ. Theo ông Castillo, lời khai cho thấy âm mưu đảo chính được lên kế hoạch từ tháng 5, đồng thời Bộ trưởng Tư pháp và Minh Bạch Thể chế ông Evan Lima Mane khẳng định tuyên bố trước đó của Thủ tướng Zuniga rằng âm mưu đảo chính được thực hiện theo yêu cầu của Tổng thống AC là sai. Xuất hiện trước báo giới lần đầu tiên kể từ sau đảo chính, Tổng thống AC bác bỏ tuyên bố của tướng Zuniga khi lập luận không ai có thể ra lệnh hoặc lên kế hoạch lật đổ chính mình. Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc NPC, cơ quan lập pháp hàng đầu của Trung Quốc hôm qua đã thông qua luật ứng phó khẩn cấp sửa đổi trong nỗ lực cải thiện khả năng bảo vệ tính mạng và tài sản. Ủy viên trưởng Ủy ban thường vụ Triệu Lạc Tế cho biết Luật sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1 tháng 11 sẽ giúp cải thiện khả năng ngăn chặn và ứng phó với các tình huống khẩn cấp, đồng thời bảo vệ tốt hơn tính mạng và tài sản của người dân. Luật ứng phó khẩn cấp được ban hành năm 2007 nhằm ngăn ngừa và giảm thiểu các trường hợp khẩn cấp cũng như giảm thiểu và loại bỏ các mối nguy hiểm trong xã hội nghiêm trọng. Trong những năm gần đây, các hiện tượng thời tiết cực đoan đã thử thách khả năng ứng phó khẩn cấp của Trung Quốc khi nước này phải đối mặt với lũ lụt và hạn hán. Còn ở vùng nông thôn và vùng sâu vùng xa, các quan chức phải chật vật đối phó với thảm họa như động đất. Thưa quý vị, công ty dược phẩm Kobayashi của Nhật Bản hôm qua cho biết, đang điều tra nguyên nhân khi có thêm 76 trường hợp tử vong có thể liên quan đến việc sử dụng thực phẩm bổ sung men gạo đỏ Benikoji của hãng. Hồi tháng 3, Kobayashi cho biết sẽ điều tra nguyên nhân khiến 5 người tử vong sau khi sử dụng thực phẩm chức năng mang nhãn hiệu Benikoji Solace Health ngoài ra hàng chục người khác báo cáo vấn đề sức khỏe liên quan đến thận sau khi sử dụng sản phẩm kobayashi đã xin lỗi và thu hồi sản phẩm tuy nhiên hôm qua hãng cho biết con số trên chỉ còn là 4 người do một người không sử dụng thực phẩm bổ sung men gạo đó của hãng ngoài ra kobayashi khẳng định sẽ mở rộng phạm vi điều tra về phạm vi ảnh hưởng đến các cơ quan nội tạng khác ngoài thận trước thông báo trên bộ y tế nhật bản cho biết sẽ tiếp tục tiến hành điều tra trong khi đó bộ trưởng y tế lao động và phúc lợi keizo takemi cho rằng công ty đã không thông tin báo cáo chính xác với cơ quan chức năng về tình hình thực tế. Ông Takemi cho biết bộ sẽ trực tiếp điều hành cuộc điều tra trong trường hợp tử vong. Kobayashi Pharmaceutical tung ra sản phẩm Medicoji Solace Health vào tháng 2 2021, bán được khoảng 1 triệu gói cho đến cuối tháng 2 năm nay. Thưa quý vị, tại Yemen, giữa xung đột và hỗn loạn, có một nơi đang nuôi dưỡng một thế hệ nghệ sĩ mới để thúc đẩy hòa bình thông qua âm nhạc những học viên đang học các giai điệu và nhạc cụ truyền thống của Yemen e. để truyền tải thông điệp về sự đoàn kết và hy vọng, phá vỡ truyền thống như em gái hòa mình vào dòng chảy đó. Âm nhạc kết nối các thế hệ ở mọi không gian và mang theo những dấu ấn đáng nhớ trong suốt quá trình lịch sử của Yemen. E. Những người đam mê tụ tập về đây để học nhạc từ những giảng viên lành nghề hay đơn giản chỉ là những người thành thạo nhiều loại nhạc cụ. Anh Asi Al-Sabai, một người dạy nhạc cho biết, Hiện tại có khóa học piano, violon, guitar và đàn út. Khi có nhiều học viên đến sẽ có nhiều giáo viên và nhạc cụ hơn. Ngôi nhà âm nhạc Yemen được thành lập năm 2007 tại thủ đô Sana, được coi là ngọn hải đăng văn hóa nơi hàng trăm nghệ sĩ lui tới. Trung tâm mở nhiều khóa học khác nhau như dạy các bài hát tiếng Yemen và tiếng Ả Rập hoặc chơi nhạc cụ truyền thống như Kanbu hoặc Tarabi, các nhạc sĩ mới và trẻ đang tái sinh nó. Fuad Al giám đốc nhà âm nhạc Yemen cho biết, nhiều thanh niên gia đình và thậm chí cả trẻ em đã tham gia các lớp học âm nhạc giữa chiến tranh nhiều hơn so với các thời kỳ trước, bởi vì âm nhạc là một lối thoát. Âm thanh du dương của nó lấn át các vụ nổ, đụng độ và những điều tồi tệ khác. Mọi người đều tập trung vào việc học chơi nhiều loại nhạc cụ của Yemen và Ả Rập như đàn út, kanun, rababa, sáo và violon. Các em gái cũng tham gia tích cực bất chấp phong tục truyền thống hạn chế quyền tự do của phụ nữ, một vài người cho biết. Âm nhạc là điều đẹp đẽ mang lại sự bình yên trong tâm hồn, nó khiến tôi cảm thấy thanh thản và trong gia đình không ai phản đối việc tôi học nhạc. Âm nhạc là thứ mà bạn có thể cảm nhận được, nó gợi lên cảm xúc. Yemen chìm trong bất ổn từ năm 2014 khi lực lượng Houthi chiếm giữ thủ đô Sana và phần lớn khu vực miền Bắc Yemen, buộc chính phủ Yemen được quốc tế công nhận, phải lưu vong tại Ả Rập Xê Út Năm 2015, Liên quân Ả Rập do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đã can thiệp nhằm khôi phục quyền lực của chính phủ, được quốc tế công nhận ở Yemen. Dù vậy, hiện Houthi vẫn đang kiểm soát phần lớn miền Bắc Yemen. Tiếng nhạc dần vang lên, dù tiếng súng vẫn chưa tắt hẳn, nhiều người đang hướng về một không gian nơi nghệ thuật, văn học và thơ ca cùng hòa quyện.